Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog cả nhà ơi. Nãy giờ em đang chuẩn bị là kho mặn cá, đang chuẩn bị mặn cá nấu cơm. Mà em coi cho cả nhà xem chuột nó bại nhà em sáng giờ, và tại vì cấp này nghỉ hè rồi. Cái này là tình hình chung của các nhà các bạn nha. Các anh chị nghe, các anh chị nào có y như em thì đâu cho em một like, một bình luận coi cả nhà. Ở nhà chỉ có hai mẹ con thôi, chuột thì mấy nhà cả nhà em đi làm hết rồi, đâu có ai đâu, có hai mẹ con em lo làm, bỏ cho nó chơi mà coi nó chơi nè cả. Đây nè chàng ơi, ai xúi con vậy chuột? Hả trời ơi, đâu con dán cái mặt lên cho ông bà cô chú xem coi, đâu con chơi kiểu gì vậy coi nè, nó đi nó núp 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 nó nó đi nó núp núp núp, nó đi nó đâu có đi sao, đâu có đi núp núp sao đi, nãy giờ nó núp núp sao đâu cho mẹ coi coi, nó đi vô đây đặng nó hù em gì nè, nó cả nhà thấy không, rồi coi đây nè, coi nó chơi nó bài cái nhà nè cả nhà, cái bao đó là cái bao để em đựng đồ chơi cho nó đó, nó đây nè, em đựng đồ chơi cho nó rồi nó đổ ra hết, nó đổ ra hết trơn, nó đổ ra hết trơn luôn, rồi cái đầu nó lấy cái bao nó chùm nó chơi vậy đó, rồi chùm sao đi sao, trời ơi thiệt là tình chứ. Em lo em làm nãy giờ em lo em rửa cá, em lo em rửa cá xong quay lại là nó đây nè, coi kìa trốn nó chơi vậy đó, trốn ai, trốn mẹ hả, có phá không mà trốn mẹ, mẹ đi lại con mà con trốn, à mẹ đi lại là con chùm bao con trốn vậy đó hả, trời ơi thiệt hết chuyện chơi mà coi kìa, rồi giờ bây giờ con chơi nữa, con chơi nữa đi nha, con chơi vòng vòng đi cho mẹ nấu cơm nha, không hiểu không, cái gì uống bị ướp hả, uống bị ướp thì đi lấy nước đá, khoan đừng có mở ra lấy nước đá xong cái đã, ôi lấy nước đá được không, tự mở tủ lạnh lấy nước đá luôn, thấy được không ta, ê đổ 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 cái ly đó, cái ly đó còn nước, cái ly đó còn nước, ê trời ơi thiệt á, nghe cho cục đá nè, cảm lạnh quá, cảm ơn mẹ chưa, lạnh. Rồi sao đi lại xả nước bỏ nước đá vô đi, đi lại mở giò ra xả nước lấy kiếm ca, con đi đâu, con đi vô trong toilet hả, trời vô trong toilet nó có cái thùng nước, em có bơm thùng nước để sẵn toilet được, còn đây nó không chịu xả ra, rồi rồi con có lấy ca chưa hả, nè, em đương kho cá này, đương bằng cá này, cả nhà chưa kho nữa. Này ăn cá kho, cá lóc kho. Chuột. Sao vậy? Nó dính lại nữa rồi hả? Trời ơi, nó dính lại nữa rồi. Thôi đem ra đây mẹ xả cho. Trời ơi. Mày để xả xuống. Đó. Ê, rồi, nó xì ra đó. Mở được không? Ôi là trời. Siêu sức mạnh đâu, sức mạnh sao? Nó nó chưa nó xì rồi. Trời ơi thiệt á. Rồi mở đổ vô đi. Đổ vô đi con, rồi đó. Bún luôn á. Bún luôn á, đổ từ từ nha. Làm sao? Ở nhà vậy đó. Đổ nè, đổ ra ngoài nè. Đổ làm sao đâu, làm sao đổ được đâu. Nhìn cái mặt lên cái coi. Như được rồi. Nhiều chưa? Ừ, gọi nhiêu được rồi, nhiêu đó nhiều lắm, uống bao nhiêu thôi nha, không cho uống nữa nha, lấy nắp đậy cái chai nước lại. Rồi có tướng rồi kìa. Con ginh chai nước xuống rồi để con mới đậy được chứ. Hồi đổ nè. Đổ vô canh. Ừ. Thôi để đi tôi đậy cho. Rồi đi ra chỗ khác đi, để hồi là đổ hết tùm lum nữa. Mời các bạn uống với mình coi. Không hút nữa hả? Trời ơi, nhiều chuyện quá. Nè ông hút nè. Rồi mời các bạn uống với mình coi uống nước gì nó. Ừ, các bạn uống với mình. Nước gì vậy? Mời các bạn uống nước gì? Nước biết. Hả? Không biết. Không nữa hả? Nước bảy ướp. Nước bảy ướp. Ừ. Rồi. Mời các bạn uống nước bảy ướp với mình nha. Ừ ơi nó. Rồi con chơi vòng vòng thôi, con đừng có phá đừng có bài nữa nha, mẹ dẹp mệt lắm rồi nha. Nha. Nghe không? Nghe không? Không nghe ha, không nghe hồn mẹ đánh đó. Ra đây nè. À, thấy rồi đổ nước, thấy chưa? Con bưng đàng hoàng chứ. Ừ, nhà coi. Đóng cửa lại đi chuột ơi, nắng quá chuột, nắng nó dội vô nhà đóng cửa đi. Sao con để cái ca nước hay chăng chỗ trời nắng vậy? Đóng cửa lại đi, đóng cửa lại đừng cho. Vậy hả, để cho khách uống nước hả khách, à có cái ghế đó hả, trời ơi ghế nhỏ một hồng,
À vậy đó cả nhà, cái xe cộ đó nè cả nhà. Xe nó nằm trong góc á, nhưng mà nó nghỉ hè rồi, xe đó nó muốn chạy bỏ đâu bỏ, mà kêu nó dẹp vô bãi là nó không bãi. Ủa? Trọng ơi, ý chuột ơi, nãy giờ con phá bông của ông địa của mẹ nữa đúng không? Đúng không? Tại sao phá bông của ông địa của mẹ nữa chứ vậy? Bởi vì con quýnh bông mẹ. Trời ơi, quýnh bông mẹ, mai mốt không có đụng được cái bàn thờ ông địa mẹ nữa nha chứ. Nghe không? Rồi, hỏi cho khủng long rồi luôn. Rồi gì vậy? Cho khủng long uống nước hả? Không, hả? Khủng long có 3 chân. Khủng long nó có 3 chân hả? Rồi, bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn đi, mình phá tiếp nha. Bye bye các bạn, mình phá tiếp. Ừ, mình phá tiếp. Trời ơi, nó phá ở nhà là nó bài thôi là bài luôn.